Sự nghiệp phim ảnh của ba hoa hậu hoàn vũ Việt Nam, Thùy Lâm đã có vai diễn để đời. Cơ hội nào cho Thánh Vân và Hoàng Anh Nhi? Lớn sân để thể hiện tài năng của chính mình, xứng danh với danh hiệu hoa hậu hoàn vũ đa tài. Ba nàng hậu sau đây đều thử sức trong lĩnh vực diễn xuất và góp mặt trong những bộ phim ăn khách. Thùy Lâm. Thùy Lâm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2008. Sau đó, nàng hậu tiếp tục đại diện nước nhà chinh phục cuộc thi Miss Universe 2008 và lọt vào top 15 chung cuộc. Cùng năm đó, Thùy Lâm từng tham gia diễn xuất trong phim Kiều nữ và Đại gia. Đây là bộ phim truyền hình đình đám lúc bấy giờ và được rất nhiều khán giả yêu thích. Thùy Lâm góp mặt trong Kiều nữ và Đại gia cùng hai nữ diễn viên nổi tiếng là Lý Nhã Kỳ và Ngọc Lan. Vừa ra mắt, phim đã nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận của khán giả bởi nội dung phim đánh đúng vào vấn đề nhức nhối ở thời điểm đó về việc các cô gái trẻ sang tình, cặp kè với những đại gia giàu có nhằm mong muốn đổi đời. Tuy nhiên, sau khi đăng quang Hoa hậu, Thùy Lâm đã hạn chế các hoạt động giải trí và bất ngờ tuyên bố lên xe hoa vào năm 2010 cùng bạn trai lâu năm là một tiến sĩ kinh tế. Kể từ đó, nàng hậu khá kín tiếng, cô tập trung vào việc chăm sóc gia đình. Hiện người đẹp đã có cuộc sống hạnh phúc bên chồng và hai con. Hoa Hennie trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2017 và lọt vào top 5 chung kết Miss Universe 2018. Trong năm nay, Hoa Hennie sẽ tham gia dự án phim hành động 578 tiêu đề phát đạn của kẻ điên. Nàng hậu xóa tan định kiến về người đẹp đóng phim và thử thách bản thân khi vào vai đả nữ khá nặng ký. Với vai Bảo Vi, cô khiến khán giả hoàn toàn bất ngờ khi lột xác khỏi hình tượng Hoa hậu để trở thành đả nữ vừa biết lái xe container. Và trong một phân cảnh hành động, một cú đá của nam võ sư Tuấn Hạc mạnh đến nỗi làm nàng hậu văng xa đến 5 mét. Cú đá này khiến cô rất đau và có nguy cơ rạn xương. Trên phim trường, nàng hậu luôn hết mình lăn xả vì vai diễn, thậm chí là bị chấn thương nghiêm trọng. Nhưng bù lại, Hoa Hennie nhận được nhiều lời khen từ đồng nghiệp, đạo diễn và nhà sản xuất. Năm 78 là bộ phim đầu tay của nàng hậu và được cô dành rất nhiều tâm huyết cho dự án này. Khanh Vân. Trước khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2019, Khanh Vân từng được khán giả biết đến với vai trò diễn viên. Diễn xuất của cô nàng được biết đến trong những phim như Thiếu gia nhà nghèo, Những sắc màu hôn nhân, Sống xô lẽ phải. Đặc biệt nhất phải kể đến web drama Bệnh viện thần ái. Nàng hậu sinh năm 1995, theo học Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, đóng phim vài năm qua. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ nhiều hình ảnh trên phim trường. Cô thường vào vai nhân vật gợi cảm, có tình cảm với những người đàn ông thành đạt. Diễn xuất của Khanh Vân chưa thực sự thuyết phục, song trong mắt nhiều diễn viên, cô có sự đáng yêu, chân thành. Đa phần các vai diễn của Khanh Vân sở hữu khá nhiều phân cảnh nóng bỏng. Tuy nhiên, người đẹp khẳng định đó là những cảnh gợi cảm đầy nghệ thuật và không quá táo bạo. Cô không ngại những cảnh quay mặt gợi cảm trước ống kính, hy vọng rằng với những thành công đang thể hiện sau cuộc thi Miss Universe năm nay, Khanh Vân sẽ có được cơ hội tốt từ các nhà làm phim để thực sự trở thành diễn viên Khanh Vân. Có thể nói, cả ba nàng hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đều là những mỹ nhân tài sắc vẹn toàn. Điểm đặc biệt hơn của ba nàng hậu kể trên là tài năng và sự đam mê với nghệ thuật diễn xuất. Theo bạn, liệu trong tương lai gần, làng điện ảnh Việt sẽ có một ảnh hậu kim hoa hậu hay không? Hãy để lại bình luận dưới comment để chúng ta trao đổi nhé! Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày, thì điện ảnh.net là nơi dành cho bạn.